Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện xử lý một vụ tàng trữ tiêu thụ hàng trăm sản phẩm thuốc Tây không rõ nguồn gốc. Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Ea Leo đã tuần tra phát hiện đối tượng Vũ Văn Hạnh ở xã Ea Heo, huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk đang chở một thùng các tông bên trong có chứa vật tư y tế, gồm khẩu trang y tế, kit test nhanh COVID và các loại thuốc Tây. Tại thời điểm kiểm tra, Hạnh không xuất trình được chứng từ hóa đơn cũng như nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên. Tiếp tục kiểm tra nhà và nơi thuê trọ của Hạnh, tổ công tác phát hiện hơn 180 loại, gồm thuốc Tây, vật tư y tế, thực phẩm chức năng cũng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tại trong thời gian em chờ giấy chứng chỉ hành nghề đủ năm, nên là trong lúc chờ đợi thì em không có công việc ổn định, thấy thuốc ở trên dưới chợ thuốc ở Sài Gòn với ngoài Hà Nội với mua trên mạng bán rẻ thì em lấy về bán kiếm lời. Qua cái vụ việc này, xét thấy việc các đối tượng có cái hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các loại thuốc chữa bệnh như là vật tư y tế, phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, kém chất lượng để gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng cũng như là gây ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh điều trị trong tình hình của dịch bệnh COVID diễn biến phức tạp. Vũ Văn Hạnh khai nhận các sản phẩm thuốc Tây, vật tư y tế, thực phẩm chức năng được mua từ nhiều nguồn trôi nổi trên thị trường về để nhập bán lại cho các tiệm thuốc Tây trên địa bàn huyện Ea Leo. Hiện, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Ea Leo đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.